Xin chào các em, trong tiết học này chúng ta sẽ cùng học luyện từ vựng câu tuần 25. Tiết thứ 2 của tuần 25, bài liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. Trang 76 sách giáo khoa. Chúng ta tìm hiểu phần 1 nhận xét. Một nhỏ, các câu trong đoạn văn sau nói về ai? Những từ ngữ nào cho biết điều đó? Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương. Chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến vị quốc công tiết chế có thể rối trí. Vị chủ tướng tài ba không quên một trong những điều lệ. Điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Từ đấy, ông sẽ đi thẳng ra chiến trận, vào chốn gian nguy trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc, mà người vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. Chúng ta xem ở đây đoạn văn này là nói về ai? Và những từ nào cho biết điều đó? Đây chúng ta có từ cố kết, có nghĩa là kết lại thành một khối vững chắc. Lai kinh, nghĩa là về kinh đô. Chúng ta thấy ở đây chia làm 6 câu. Đoạn văn này có 6 câu, chúng ta sẽ đánh dấu ở đầu mỗi câu. Câu thứ nhất chúng ta thấy là có cái từ tên người là Hưng Đạo Vương, đúng không? Tiếp theo, chàng thư sinh họ Trương ấy luôn điềm tĩnh. Rồi hai, không điều gì khiến vị quốc công tiết chế. Ở đây, câu 1 ấy, chúng ta thấy là có từ ông. Từ ông ở đây nó sẽ thay cho từ Hưng Đạo Vương. Đấy. Chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh. Ông ở đây chính là thay cho từ Hưng Đạo Vương này. Vẫn là nói về Hưng Đạo Vương. Tiếp theo câu 2 là không điều gì khiến vị quốc công tiết chế có thể rối trí. Thì ở đây cái từ vị quốc công tiết chế cũng là nói đến Hưng Đạo Vương. 3. Vị chủ tướng tài ba. Ở đây cũng nói đến Hưng Đạo Vương. Người ta không nói là Hưng Đạo Vương nhưng người ta lại nói bằng cái từ khác, đúng không? Và từ này cũng là nói đến Hưng Đạo Vương. Câu thứ tư thì có từ Hưng Đạo Vương. Câu thứ năm, từ đấy ông sẽ đi thẳng ra chiến trận. Ông ở đây cũng là Hưng Đạo Vương. Và câu 6. Ở đây mà người vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. Người ở đây, chúng ta thấy viết hoa. Người ở đây cũng là chỉ Hưng Đạo Vương. Ở đây viết hoa là vì để thể hiện sự kính trọng, đúng không? Chúng ta sẽ viết hoa, cũng giống như là Bác Hồ của chúng ta sẽ viết viết hoa là bác, là người, chúng ta cũng viết là hoa như thế này. Đấy, vậy là những cái từ ngữ gạch chân này đã cho biết điều đó, đúng không? Và cái đoạn văn này đều nói về một người thôi, đó là Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương có tên thật là Trần Quốc Tuấn, là một đại danh tướng của dân tộc. Ông sinh năm 1228 và mất năm 1300. Ông được phong tước vương. Tên Hưng Đạo Vương nên dân ta thường kính cẩn gọi là Hưng Đạo Vương. Năm 1285, quân Mông Cổ tràn qua đánh nước ta lần thứ hai. Hưng Đạo Vương đã được vua Nhân Tông phong làm quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân chống giặc. Như vậy, Hưng Đạo Vương
là Quốc Công Thiết Chế, đúng không? Đây là tên gọi của một người, đó là của Trần Quốc Tuấn. Hai là vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn A hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn B? Đoạn văn A chúng ta vừa mới làm xong, đọc xong. Đây là đoạn văn B. Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến Hưng Đạo Vương có thể rối trí. Hưng Đạo Vương không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Từ đấy, Hưng Đạo Vương sẽ đi thẳng ra chiến trận, vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Hưng Đạo Vương vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. Vì sao cách diễn đạt ở đoạn văn A lại hay hơn cách diễn đạt ở đoạn văn B? Chúng ta thấy ở đoạn văn B này, các từ Hưng Đạo Vương, đúng không? Rất là nhiều từ Hưng Đạo Vương được lặp lại. Còn ở đoạn văn A, người ta đã thay thế cái từ Hưng Đạo Vương bằng các từ khác cùng để chỉ Hưng Đạo Vương. Ta sẽ quan sát. Đấy. Ở đây, người ta thay bằng từ ông, từ Quốc Công Thiết Chế, vị chủ tướng tài ba, người, đúng không? Còn ở ý B là chỉ là Hưng Đạo Vương thôi, không thay bằng từ khác. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời. Ở đoạn văn A hay hơn đoạn văn B bởi vì ở đoạn văn A dùng nhiều từ ngữ khác nhau cùng chỉ một người là Trần Quốc Tuấn. Còn ở đoạn văn B thì lặp lại quá nhiều từ Hưng Đạo Vương. Tuy nội dung ở hai đoạn giống nhau nhưng mà cách diễn đạt ở đoạn văn A thì hay hơn bởi vì từ ngữ được sử dụng linh hoạt hơn. Tác giả đã sử dụng các từ ngữ khác nhau cùng chỉ một đối tượng nên nó tránh được sự lặp lại đơn điệu, nhàm chán, nặng nề như ở đoạn văn thứ hai, như ở đoạn văn B. Chúng ta có phần ghi nhớ là khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người hoặc một sự vật, một sự việc thì ta có thể dùng đại từ hoặc những từ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lập từ nhiều lần. Chúng ta đã học cách lập từ đúng không? Lập từ để nối câu bằng cách lập từ ở tiết trước. Thì tiết này chúng ta sẽ học là thay thế từ. Vậy không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cách lập từ giống như bài trước mà chúng ta có thể thay thế từ để cho nó được hay hơn, đỡ nhàm chán hơn. Ra sau phần luyện tập bài tập 1 là mỗi cái từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng gì? Anh Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật. Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà là ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam và lời chào chiến thắng. Ta thấy chữ in đậm, chữ anh ở đây, nó thay thế cho từ ngữ nào? Chúng ta sẽ đọc lại câu trước. Anh Hai phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật. Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Như vậy từ anh ở đây là thay thế cho từ Hai Long. Tiếp theo, bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà là ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây. Người liên lạc ở đây chính là người. Người đặt hộp thư chính là người đưa thư đấy. Thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà anh mới nhận thấy được. Anh ở đây lại là thay thế cho từ Hai Long. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta đọc cái câu trước đó và cái câu thứ cuối cùng này chúng ta thấy là ở đây là gì? Đó là tên Tổ quốc gợi ra
mà chỉ anh mới nhận thấy đính đó ở đây là thay thế cho cái gì? Cho cái vật gợi ra hình chữ V. Từ đó này thay thế cho từ gợi, cái vật gợi ra hình chữ V này. Vậy chúng ta sẽ có chia nó là 5 câu. Đánh dấu ở đầu mỗi câu là 5 câu. Vậy chúng ta sẽ có là từ anh ở câu 2 thì nó sẽ thay thế cho Hai Long ở câu 1. Từ người liên lạc thay thế cho người đặt hộp thư ở câu 2. Từ anh ở câu 4 này cũng thay thế cho từ Hai Long ở câu 1. Từ đó ở câu 5 thay thế cho những vật gợi ra hình chữ V ở câu 4. Và việc thay thế từ ngữ trong đoạn văn này có tác dụng là liên kết câu. Bài 2, hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ. Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Vợ An Tiêm bảo An Tiêm, thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi. An Tiêm lượn lời an ủi vợ, còn hai bàn tay vợ chồng chúng mình còn sống được. Ở đây chúng ta thấy ở câu 1 và câu 2, chúng ta chia làm 5 câu nhé. Thì câu 1 và câu 2 này có lặp lại cái từ vợ An Tiêm và từ An Tiêm. Câu 2 lặp lại cái từ vợ An Tiêm và An Tiêm ở câu 1. Như vậy chúng ta sẽ thay thế cái từ vợ An Tiêm và từ An Tiêm ở câu 2 này thành hai cái từ nào đó. Chúng ta sẽ thay, ví dụ ở đây vợ An Tiêm thì ta sẽ thay là nàng bảo chồng chẳng hạn, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy thì nghe nó sẽ hay hơn và nó vẫn giữ được cái nội dung như ban đầu.